chiếc đồng hồ đến từ Nhật Bản. Xếp thứ tự đây là chiếc đồng hồ số 12 và cũng để luôn giá cho các bác là 1,2 triệu. 1,2 triệu này, chiếc đồng hồ Citizen. Citizen các bác nhìn dưới số 6 này, chữ Japan này. Nhìn chưa, số 6 luôn, chữ Japan, đồng hồ đến từ Nhật Bản đấy, số 12, giá 1,2 triệu luôn. Quá đẹp luôn. À, hai bên này ở giữa là biểu tượng như kiểu là quả kinh khí cầu ấy. Đây đồng hồ biểu tượng như quả kinh khí cầu đang bay này. Đấy, đang bay vào xung quanh các bạn. Ở giữa là một đôi nương. Có nhìn chưa, biểu tượng cho quả kinh khí cầu. À, hai bên này là hai tòa lâu đài rất là đẹp. À, chiếc đồng hồ này chiều cao đây này, chiều cao nó không được nhiều đâu các bạn, chiều cao con này chắc nó chỉ 26, chiều ngang 21, chiều ngang 21 đấy, giá 1,2 triệu. Bạn nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 0911 169961.